Kính thưa các quý vị và các bạn, cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen thường sử dụng nhiều chiêu trò như hỗ trợ tài chính, cho vay tiêu dùng hoặc vay tiền qua app. Mặc dù các thủ đoạn của các đối tượng này không mới nhưng vẫn khiến nhiều người phải rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, trả không hết nợ, thậm chí là bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Nhưng trong chiêu trò này, thủ phạm lại dùng hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ để thế chấp cho vay, được đăng trên báo Công an Nhân dân. Hy vọng rằng sau khi nghe xong nội dung này là bài học cho những ai đang còn có ý định vay vốn của loại tín dụng đen này để có thể tránh xa. Nguyễn Thị N.A. quê ở Bố Trạch, Quảng Bình, vừa mới 21 tuổi. N.A. luôn được nhiều người trầm trồ khen ngợi về sắc đẹp, khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài, ăn mặc thời trang sành điệu, nên N.A. khác hẳn với nhiều cô gái chân lấm tay bùn ở vùng quê nơi cô ở. Gần 2 tuần qua, N.A. lại càng trở nên nổi tiếng không chỉ ở quê mà trên cộng đồng mạng, bởi những hình ảnh nhạy cảm của cô đang được lan truyền một cách chóng mặt ở nhiều trang web. Trong clip khỏa thân, Nguyễn Thị N.A. tự giới thiệu họ tên, quê quán, số định danh cá nhân và khẳng định đang vay tiền của đối tượng. Không chỉ hình ảnh, clip nhạy cảm của Nguyễn Thị N.A. mà còn xuất hiện hình ảnh nhạy cảm của một số cô gái khác trên các trang mạng. Điều đáng nói, bên dưới các hình ảnh hoặc trong clip, các cô gái đều nêu họ tên, quê quán và nói việc vay bao nhiêu tiền. Đây là một vấn đề xã hội có những biểu hiện không rõ ràng, bởi không phải tự nhiên mà các cô gái xinh đẹp lại đăng hình ảnh nhạy cảm tên tuổi của mình lên mạng xã hội. Thượng tá Trương Minh Vũ, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình nhận định, và anh đã chỉ đạo cán bộ cảnh sát của đơn vị theo dõi, sau đó lập chuyên án điều tra, đấu tranh làm rõ. Điều đáng nói, các cô gái bị tung hình ảnh, clip nhạy cảm lên các trang mạng xã hội đều hầu hết rời khỏi địa phương hoặc tìm cách lẩn trốn khi cán bộ cảnh sát công an đến tiếp cận tìm hiểu. Trong lúc cán bộ cảnh sát, phòng cảnh sát hình sự đang quyết tâm tìm manh mối phá án, thì buổi chiều muộn, một cô gái trẻ tìm đến đơn vị khóc như mưa kể lại những ngày tủi nhục khi liên tục bị đe dọa và lỡ quay clip nhạy cảm của bản thân gửi cho một đối tượng trên địa bàn để vay 10 triệu đồng. Chìa khóa để phá án dần dần được hé lộ. Cô gái trẻ tên Hoàng Thị M.L. sinh năm 1998, quê ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, vừa lau nước mắt vừa kể. Vì cần tiền nên L tìm đến một đối tượng cho vay lãi cao trên địa bàn để cho vay 5 triệu đồng. Trước khi vay, L và đối tượng cho vay thống nhất cách trả gốc, trả lãi hàng tháng. Tiếp đó, L tiếp tục vay thêm. Sau đó một vài tuần, đối tượng cho vay bảo L chụp ảnh khỏa thân gửi cho hắn để làm tin. Lúc đầu L không đồng ý, nhưng vì cần tiền nên sau đó L cũng chấp nhận chụp ảnh khỏa thân gửi qua Zalo cho đối tượng. Một thời gian ngắn sau, tiền lãi suất vay của L bị đẩy lên rất cao và đối tượng cho vay liên tục điện thoại đòi tiền. L chưa có trả thì những tấm ảnh nhạy cảm của L được gửi đến người thân, bạn bè và đối tượng nhắn nhủ bảo L trả nợ. Chưa dừng lại ở đó, khi L đã trở thành con mồi trong tay các đối tượng thì chúng tìm mọi cách buộc L phải làm theo lời chúng. L vay mượn để trả gốc và lãi thì chúng lại không chịu nhận mà buộc L phải tìm người quan hệ tình dục và quay clip lại rồi gửi cho chúng. L biết rằng dù cô có làm gì đi nữa thì sợi dây thòng lọng mà các đối tượng ma cô cho vay tín dụng đen siết vào cổ mình cũng ngày càng chặt hơn. Quá cơ cực và tủi nhục nên L tìm đến cơ quan công an trình báo. Từ đây, những cảnh sát giỏi nhất của phòng cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình được tung vào cuộc, đồng thời
phối hợp với công an thành phố Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Bình lần theo dấu vết của các đối tượng. Tuy nhiên, khi các trinh sát tiến hành điều tra, xác minh, các đối tượng cho L vay tiền, buộc cô quan hệ tình dục với người khác và quay clip đã liên tục dùng nhiều thủ đoạn mánh khóe để tránh lực lượng công an. Khi chúng nhắn tin hẹn L đến khách sạn Mường Thanh, khi khách sạn Vincom ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Trời về khuya, nhiều đêm mưa tầm tã, đường xá bị nước lũ chia cắt do ngập. Nhưng những cán bộ cảnh sát công an vẫn phải đội mưa, gió để lần tìm các đối tượng. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tất cả các mánh khóe của các đối tượng sẽ sớm được làm rõ. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng gồm Lương Minh Ngọc, sinh năm 1996, trú tại Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, và Nguyễn Thái Quý, sinh năm 1993, trú tại Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan công an đang điều tra liệu đây có phải chính là những đối tượng đứng đằng sau các vụ việc buộc Nguyễn Thị N.A. và Hoàng Thị M.N.L. chụp ảnh quay clip nhạy cảm để khống chế đòi nợ người vay tiền của chúng hay không? Vì khi lực lượng công an bắt giữ các đối tượng này thì hầu hết mọi chứng cứ trong máy tính, điện thoại các đối tượng đều xóa dấu vết một cách sạch sẽ. Song với chuyên án tín dụng đen có lãi suất lên tới 365% trên năm mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ Công an Quảng Bình phá thành công, đang làm nức lòng người dân trên địa bàn. Nhiều thủ đoạn, mánh khóe, cách thức hoạt động của hai đối tượng này có rất nhiều điểm tương đồng với việc các đối tượng đã ép Nguyễn Thị N.A. và Hoàng Thị M.L. chụp ảnh quay clip nhạy cảm, đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Song thực chất Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý đã tổ chức cho vay nặng lãi. Các đối tượng lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook, đăng bài với nội dung cho vay online, thủ tục nhanh gọn để mời gọi người vay. Khác với một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, Ngọc và Quý buộc người có nhu cầu vay tiền phải chụp ảnh chính bản thân để lại cùng với các loại giấy tờ tùy thân, viết giấy mượn tiền và viết giấy biên nhận tiền hàng để hợp thức hóa tiền vay. Khi người vay từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 365% trên năm. Đặc biệt, đối với một số người vay không có tài sản, giấy tờ tùy thân để vay, các đối tượng này sử dụng thủ đoạn yêu cầu người vay tiền, thế chấp và các video hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay. Nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm, thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin để đe dọa, đăng hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi rải ở khu vực dân cư để gây áp lực buộc người vay trả tiền. Khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và chỗ ở của Lương Minh Ngọc, Nguyễn Thái Quý, cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai sổ ghi chép, 3 xe máy, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, hàng chục giấy vay mượn tiền, giấy biên nhận tiền, các loại giấy tờ tùy thân của người vay cũng như nhiều tài